비추고 32 năm trước, ekip Tây Du Ký 1986 không thể ngờ được bộ phim được quay suốt 4 năm với số kinh phí ít ỏi lại thành công và trở thành tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh xứ Trung. Thế nhưng ít ai biết rằng những màn đánh võ, những phép biến hóa, khinh công lại được xử lý bằng kỹ xảo nghèo nàn thô sơ. Thời điểm ấy, việc sử dụng công nghệ cáp treo không phổ biến tại Đại Lục. Được biết, đoàn phim phải cử người sang Hồng Kông học hỏi kỹ thuật, nhưng sau đó cũng vì thiếu kinh phí, đôi khi dây cáp còn bị thay thế bằng dây thừng hoặc dây dù. Trong Tây Du Ký, khán giả từng thích thú được thấy cảnh Hầu Vương Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân, Bạch Cốt Tinh vút bay khi hóa lại thành yêu tinh hay Trư Bát Giới bắt Cao Thúy Lan. Tuy nhiên, toàn bộ các cảnh quay ấy đều phải sử dụng người giấy mô phỏng. Cảnh ở Long Cung nhiều màu sắc và bong bóng luôn gây thắc mắc với số đông khán giả. Thực ra cảnh phim này được thực hiện nhờ bể cá. Đoàn phim đặt camera trước một bể cá lớn. Các diễn viên tham gia cảnh quay sát bể cá để tạo ra hình ảnh Long Cung tráng lệ. Còn để tạo hiệu ứng sương khói, nhân viên hậu trường trước mỗi cảnh quay có nhiệm vụ đi rắc bột trắng hoặc bột màu mù mịt tạo hiệu ứng. Còn cảnh Hồng Hà Nhi phun lửa khi xem có cảm giác rất thật, nhưng khi quay, ekip sử dụng súng đạo cụ phun lửa để tạo ra hiệu ứng. Diễn viên đóng vai Hồng Hà Nhi chỉ cần há miệng ra, nhân viên hậu trường đứng cạnh bên bắn súng tạo lửa. Cảnh phim Trư Bát Giới ngủ trên cây cũng cần huy động toàn bộ ekip sản xuất, diễn viên tham gia để giăng chăn bên dưới đề phòng khi ngã. Cảnh bốn thầy trò bái Phật tổ với tấm phông nền xanh kỹ xảo đơn giản lúc bấy giờ. Nếu có thể quay lại, chúng tôi hy vọng làm tốt hơn thế. Nhiều lúc xem phim, tôi còn cảm thấy xấu hổ, Lục Tiểu Linh Đồng nói. Tây Du Ký 1986 không phải dự án hoàn hảo. Khoa học kỹ thuật phục vụ kỹ xảo làm phim thời đó còn quá kém. Đây là điều tiếc nuối với cả ekip. Đơn giản như cảnh Tô Ngộ Không bay, khán giả vẫn có thể nhận ra dây dù kéo phía sau. Hoặc như một cảnh khác, đá nổ nhưng thấy bọt rất không hợp lý. Lục Tiểu Linh Đồng thừa nhận về cảnh nghèo của đoàn phim năm đó. Không riêng Tây Du Ký, loạt phim Kiếm Hiệp Đình Đám cũng trong tình cảnh tương tự. Thần Điêu Đại Hiệp 1983 hay bản 1995, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 cũng khiến nhiều người bật cười khi tiết lộ hậu trường với những kỹ xảo thô sơ. Khi kỹ xảo vẫn còn rất hạn chế, đa phần những diễn viên trong Thần Điêu Đại Hiệp 1983 phải tự thực hiện những cảnh quay võ thuật. Trong cảnh Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên đánh võ, cô đã được đoàn làm phim trang bị cho nhiều dụng cụ hỗ trợ cho cảnh quay. Khi đang bay mà không kiểm soát được tốc độ thì cần người kéo Tiểu Long Nữ trở lại như thế này. Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên trong Thần Điêu Đại Hiệp 1983 cũng cần đệm lò xo bật nhảy với hai nhân viên giữ đệm cho những pha võ thuật đẹp mắt như thế này. Hết người đỡ rồi người nâng, một cảnh quay không hề đơn giản khi kỹ xảo còn quá thô sơ. Lệnh Hồ Xuân Hoắc Kiến Hoa cũng cần cả ekip hỗ trợ cho một cảnh quay. Trần Kiều Ân Đông Phương Bất Bại lên phim là cảnh chạy trên cầu núi với vực sâu trùng điệp. Nhưng khi quay cũng chỉ là một cây cầu dựng tạm với phông bạc xanh mà thôi. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of-